Xin chào các bạn, thì mình là Nguyên Lắc, đến từ lớp nhạc Bass 24/7 của trường âm nhạc Adam Music. Bài giảng hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một kỹ thuật gọi là hammer-on trong đánh bass. Thì hammer-on là một cái kỹ thuật mà rất thường được sử dụng trong những nhạc cụ có bộ dây, ví dụ là guitar, bass hoặc là violin, thì nó sẽ giống như vậy. Đó, thì mọi người có thể hình dung ra dễ dàng cái kỹ thuật hammer-on nó là cái gì. Ví dụ như một cái búa nó đập lên cái dây đàn, nó giống như vậy nè. Đó, như vậy thì gọi là hammer-on. Thì hammer-on nó mình có thể sử dụng với dây buông đầu tiên. Thì nhưng mà dây buông đó, thì đó là một dạng kỹ thuật ít xài. Thì nhưng mà nó cũng vẫn là hammer-on, cho nên mình sẽ giới thiệu với mọi người luôn. Nó sẽ giống như vậy. Cho bất kỳ dây buông nào. Và còn kỹ thuật hammer-on thường được sử dụng là sử dụng trên một dây. Rồi, đây là kỹ thuật hammer-on trên một dây. Mình sẽ bắt đầu với dây số 1, là dây nhỏ nhất. Tư thế chuẩn bị thì mình sẽ để một cái ngón tay trên một cái dây mà mình muốn hammer-on. Rồi, ok, đây bàn tay trái nha. Và tay phải sẽ đánh vô cái dây đó. Và cái ngón tay tiếp theo ở kế bên đây nè. Ngón tay tiếp theo là ngón này hoặc là ngón này. Mình sẽ đánh những cái nốt hammer-on lên. Đây. Vậy mình sẽ có 3 thể loại hammer-on là hammer-on nửa cung, hammer-on một cung và hammer-on một cung rưỡi, dành cho ba ngón ngón trỏ, dành cho ba ngón, nó là ngón giữa, ngón áp út và ngón út. Rồi mình sẽ làm lại nha. Đây, hammer-on nửa cung là sử dụng cho cặp ngón hai ngón này, ngón trỏ và ngón giữa, tất cả đều lạc cho một dây. Và cái nốt thứ hai mình vang lên đó, thì mình sẽ không đánh nó, mình chỉ sử dụng lực tay phải cho nốt đầu tiên thôi. Mọi người thấy không ạ? Thì cái nốt thứ hai là cái nốt mà mình đánh nó lên, mình hammer on nó. Rồi, tương tự cho những cặp ngón còn lại thì mình sẽ có hammer on cho một cung. Đây, cặp ngón đây là ngón trỏ và ngón áp út. Và hammer on cho một cung rưỡi là cặp ngón trỏ và ngón út. Đây, mọi người có thể thấy. Thì hammer-on cho nửa cung là cái này, và hammer-on cho một cung thì rất thường được sử dụng trong những câu lick. Và hammer-on cho một cung rưỡi thì nó sẽ thường được sử dụng cho những câu tapping lick. Thì nói thêm về cái tên gọi, thì cái tên gọi của hammer-on này thực ra nó là một cái tên xuất xứ từ nước ngoài, và nó vẫn chưa có cái tên gọi nào cho tiếng Việt, cho nên là bây giờ mình cứ tạm dùng tên tiếng nước ngoài. Vậy thì kết thúc bài tập này thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái câu lick trong đó sử dụng kỹ thuật hammer-on. Thì mọi người có thể làm theo câu lick này để luyện tập kỹ thuật hammer-on nhiều hơn ở bất cứ vị trí nào trên cần đàn. Và đó là câu lick mà mình muốn giới thiệu với mọi người với kỹ thuật hammer-on. Thì mình là Nguyên Lắc, đến từ lớp Bass 24/7. Mình sẽ trở lại với những bài tập khác và những mẹo hữu ích để hướng dẫn trực tiếp mọi người cái cách mà chơi bass đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Và nếu mọi người muốn tìm hiểu nhiều hơn về các thông tin khóa học thì mọi người có thể click vào nút cái chuông hoặc là nút thông báo để nhận thêm nhiều video hướng dẫn. Rồi, cảm ơn mọi người.